MidX xin được chào các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn có những cái trải nghiệm cũng như là có những kiến thức về góc độ tình cảm gia đình, tình yêu thăng hoa trong cuộc sống của mình. Và bài hôm nay thì MidX sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những cái bệnh lý lệch lạc về mặt tình dục. Đây là những cái nội dung mà để giúp cho các anh chị, đặc biệt là các anh chị có thể tránh được những cái sự cố hoặc là những cái vấn đề khó khăn trong thực tế cuộc sống của mình. Đây là những cái phần mà nói là về góc độ lệch lạc và không khuyến khích, đúng không? Thì hiện nay chẳng hạn là chúng ta thấy là có những cái tình trạng như là quấy rối tình dục ở nơi công sở, nơi công cộng, hoặc là cưỡng hiếp, hay là những cái tình huống tương tự như vậy. Ví dụ như gần đây có cái vụ 200.000 ở trong thang máy, đúng không? Thì đấy cũng là một cái tình huống mà các chị cũng cần phải lưu ý, chứ không phải chỉ riêng là các bạn là nữ sinh hoặc là những người phụ nữ trẻ, những người phụ nữ đã có gia đình, hoặc là bất kỳ ai cũng, hoặc là thậm chí là trẻ con, các bé gái cũng có thể bị tấn công tình dục, bị quấy rối tình dục, hoặc là bị sàm sỡ ở nơi công sở, công cộng. Thì chúng ta cần phải biết cái điều này để thứ nhất là chúng ta bảo vệ chính chúng ta bảo vệ con em của chúng ta, chúng ta tránh những cái điều kiện nó có thể xảy ra như vậy, ví dụ như những chỗ vắng người, chỗ kín đáo, hay là những cái nơi như thang máy hay cầu thang bộ trong các chung cư, hoặc là đi về muộn ở những cái chỗ nguy hiểm, thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý. Tiếp theo đó là cũng có thể là có một số những cái cá nhân hoặc là một số các cặp đôi có cái suy nghĩ lệch lạc, là có cái xu hướng là thích công khai, thích làm việc ở những cái nơi công khai, công cộng, mà trong tiếng Anh hay gọi là public ấy. Thì nói thật ra về mặt góc độ cảm xúc thì Peter X nghĩ rằng đây là cái rất là phiêu lưu, mạo hiểm và tăng mức độ hưng phấn cho các cặp đôi. Tuy nhiên là về góc độ pháp luật, về góc độ đạo đức thì những cái tình huống như thế này rất có thể sẽ khiến cho một trong hai người hoặc cả hai người sẽ gặp phải các cái vấn đề về mặt pháp lý, hoặc vấn đề mặt đạo đức, hoặc vấn đề mặt tâm lý. Thì cái chủ đề này thì BTX cũng cho rằng là các cặp đôi và các cặp vợ chồng hết sức lưu ý. BTX không khuyến khích, không cổ vũ cho cái hành vi này. Đấy là quan điểm cá nhân của MidX, còn tùy các anh chị. Các anh chị hãy hết sức lưu ý là nó có rủi ro về mặt pháp lý, rủi ro về mặt đạo đức, rủi ro về mặt hình ảnh cá nhân. Đấy. Và ngoài ra thì còn có những cái chủ đề khác như là các cái cặp tình nhân hoặc là những cái cặp vợ chồng, người ta có thể là có những cái hình thức, cách thức tình dục nó cũng tương đối là lệch lạc, ví dụ như là bạo dâm, hoặc là những cái tình huống như khổ dâm, hoặc là thị dâm, hoặc là những cái hình thức tình dục hoặc là những cái nhóm tình dục mà không thuận với tự nhiên. MidX dùng cái từ là không thuận với tự nhiên, ví dụ như là cái cuộc chơi này có thể có 2, 3, 4 hoặc là đông hơn số đó những người cùng tham gia. Thì MidX cho rằng đây cũng là những cái sự lệch lạc và bệnh lý về tính chất ảo tưởng, hay còn gọi là đồi trụy. Về góc độ cá nhân, thì MidX cũng không ủng hộ. Còn về góc độ cảm xúc, thăng hoa tình dục thì phương thức này có thể đem lại những cái cảm giác mới. Tuy nhiên cũng là cái chủ đề hết sức nhạy cảm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống sa đọa, đối trị, vân vân. Thì ở đây là cái bài học về góc độ tình cảm gia đình, tình yêu thăng hoa giữ lửa, thì MidX muốn nói như vậy để các cặp vợ chồng có thể có những cái hiểu biết đúng đắn, hoặc là có những cái sự phòng bị cho mình, tránh gặp phải một số những cái tình huống mà khó xử, nhạy cảm, lệch lạc, bệnh lý, tinh thần, vi phạm đạo đức và pháp luật, cũng như là những cái vấn đề mà rất khó nói. Đấy.
Đấy là những ví dụ như là bị quấy rối tình dục, bị tấn công tình dục, bị sàm sỡ, thế rồi thì bị bạo dâm, bị khổ dâm, rồi thì bị phô dâm ở những nơi công cộng, hoặc là quan hệ tình dục ở những nơi công cộng để tạo cái cảm giác mới. Nhưng mà đấy cũng có thể là một cái hành vi hết sức là vi phạm pháp luật, hết sức là vi phạm về mặt đạo đức, thậm chí là chúng ta cũng có thể là sẽ bị các cái vấn đề liên quan đến mạng xã hội, tức là chúng ta có thể bị quay lén, bị chụp lén và chúng ta đưa lên, như vậy là rất là ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Đấy, thì các bạn hết sức lưu ý và phòng tránh giúp để cho cái cuộc sống của mình nó viên mãn và nó đi đúng chuẩn. Thì chúng ta phải tránh những cái hiện tượng lệch chuẩn, những cái bệnh lý mang tính chất ảo tưởng lệch lạc như thế này. Tất nhiên là còn nhiều những cái hình thức khác nữa, nhưng mà trong khuôn khổ của bài học thì MrX xin phép là không đề cập đến chi tiết, bởi vì là khoa học về tình dục cũng như là tâm lý học về hành vi thì nó là một cái thứ cũng rất là có ý nghĩa, có khoa học, nhưng nếu mà chúng ta đi sâu, đi sát vào và chúng ta giải thích vấn đề không cặn kẽ, hoặc là giải thích vấn đề mà nó bị lệch lạc, thì nó lại thành ra đấy lại là một cái sự gọi là vi phạm về mặt đạo đức cũng như là pháp lý, hoặc là đối trị. Trong video thì bài học này thì MrX cũng xin phép là dừng ở đây, và rất mong là các anh chị và các bạn hình dung ra và lựa chọn cho mình những cái điều đúng đắn nhất. Và MrX xin cảm ơn và xin chúc các anh chị có một cuộc sống hạnh phúc và tình yêu thăng hoa.